Ngọc Hân và chồng chưa cưới, anh Phạm Phú Đạt, gặp nhau lần đầu cách đây 10 năm tại Ai Cập. Đó là dịp cô được đại sứ quán Ai Cập mời đến tham quan với tư cách đương kim hoa hậu Việt Nam. Chuyến đi nhằm mục đích hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước. Khi ấy, Phạm Phú Đạt là sinh viên ở thủ đô Cairo, được phân công dẫn đoàn của người đẹp. Vừa gặp tôi, chàng trai ấy nở nụ cười rất tươi hỏi, "Chị Hân có nhớ em không? Chị em mình học cùng trường Trần Nhân Tông?" Tôi chưa kịp nhớ lại thì chàng trai tiếp lời luôn, em hỏi đùa chị thế thôi, chị không biết em đâu, vì khát khóa và em học có một năm lớp 10 rồi đi sang Ai Cập học luôn đến bây giờ, Ngọc Hân nhớ lại. Ấn tượng của Ngọc Hân lúc đó về Phú Đạt là một chàng trai hóm hỉnh, vui tính và hiểu biết. Kể từ lần đầu gặp cô đã có suy nghĩ, nhất định chàng trai này phải là người yêu mình. Chàng sinh viên khi ấy cũng nhanh chóng có cảm tình với Hoa Hậu. Cặp đôi yêu xa nhiều năm. Trong khi Phú Đạt trở thành cán bộ ngoại giao tại một số nước Trung Đông, thì Ngọc Hân phát triển sự nghiệp thiết kế áo dài và kinh doanh tại Việt Nam. Ngọc Hân không nhớ nổi cô đã đi bao nhiêu nước cùng bạn trai. Họ thường tranh thủ bay đến nơi người kia đang lưu trú hoặc một nước thứ ba tiện cho cả hai di chuyển để được gần nhau. Tình yêu giữa họ trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi trở lại bên nhau. Ngọc Hân hay gọi Phú Đạt là anh bạn thân. Năm 2017, Cặp đôi trở lại nơi kỷ niệm ở Ai Cập. Trong thời gian yêu nhau, Ngọc Hân nhiều lần đến các nước Trung Đông để đoàn tụ với bạn trai công tác tại đây. Cặp đôi từng chụp ảnh cưới tại Bali, Indonesia, vào năm 2017. Thời điểm đó, một vài bức ảnh bị dò dĩ trên mạng xã hội nhưng Ngọc Hân giữ im lặng trước truyền thông. Hoa hậu Việt Nam 2020 không muốn mọi người chú ý đến mình thông qua chuyện tình cảm nên hạn chế chia sẻ dịp lễ tình nhân 2018, cô chỉ đăng tấm ảnh bạn trai toàn tay ôm mình cùng chú thích Mi Valentine. Cô từng khoe một khoảnh khắc tình tứ kèm chú thích, bình yên là cảm giác mỗi khi trở về nhà luôn có một mái ấm đang đợi mình. Bình yên là khi cuộc đời ngoài kia quá nhiều cạm bẫy, lọc lừa nhưng lúc nào cũng có một người đàn ông thật sự thương yêu, lắng nghe và thấu hiểu. Tuy nhiên, gương mặt người đàn ông bí mật khi ấy vẫn được giấu kín. Ngọc Hân và Phú Đạt đã tổ chức lễ dạm ngõ từ ngày 23 tháng 11 năm 2019. Thời điểm đó, người đẹp vẫn hạn chế chia sẻ về chuyện riêng tư và hẹn báo chí vào dịp thích hợp. Tết Nguyên Đán 2020, cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 3 cùng năm. Tuy nhiên, dịch COVID-19 ập đến khiến mọi dự định của họ phải thay đổi. Ngọc Hân muốn ngày vui của mình diễn ra trọn vẹn nên sẽ chờ đến khi nào tình hình thực sự ổn định mới tổ chức đám cưới bị hoãn vô thời hạn nhưng Ngọc Hân không sốt ruột. Hơn một năm qua, Hoa hậu Việt Nam 2010 dành nhiều thời gian bên hôn phu. Cô cũng khiến anh bất ngờ vì những thay đổi nhanh chóng. Từ chỗ không bao giờ vào bếp, giờ cô yêu thích nấu nướng và chăm sóc nhà cửa. Cả hai cũng dành thời gian cho những thú vui chung, trong đó có gôn. Tôn trọng ý muốn chờ đến khi hết dịch mới làm đám cưới của Ngọc Hân, Phú Đạt cũng không thúc giục họ trở thành động lực của nhau trong cuộc sống. Đồng hành với hôn thê trong nhiều sự kiện, nhưng Phú Đạt luôn né tránh ống kính truyền thông vì sợ bị chú ý. Năm 2021, Ngọc Hân muốn bùng nổ trong công việc. Cô hiện chuẩn bị ra mắt cửa hàng áo dài mới quy mô hơn, phát triển cùng lúc nhiều nhãn hàng và làm giám đốc đối ngoại cho một tập đoàn. Nguyên An